ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhá. Em chào anh Thanh Minh này. Như hôm nay em Hương livestream tại một cái địa điểm mới này. Một cái cơ sở 2 của em Hương tại chợ ô tô Sài Gòn các bác nhá, chợ ô tô miền Nam. Chào bác Huyền Tuấn Kiệt, chào anh Dũng Ngô này. Số hotline thì em Hương sẽ ghi ở đây nhá. 0354602790. Chào anh Thanh Minh ạ, chào anh Cường Xuân, chào anh Cường ô tô cũ này. Em xin phép được quay sang cam sau nhé. Hôm nay thì em live tại một địa điểm khác của em Lê Hương nhé, chợ ô tô miền Nam này. Bác nào trong khu vực miền Nam mà có muốn mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng thì đến với địa chỉ để các bác nhìn này, 695 Lê Hồng Phong, Tân Bình, Di An, Bình Dương các bác nhé. Chào bác Nguyễn Hòa này, chào anh Long Vũ này. Em xin chào 15 khách hàng thân yêu của em Hương nhé. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Vẫn là em Hương. Em chào anh Dương Kết này. Anh ơi, hôm nay em vào địa điểm mới này anh này, cơ sở 2 nhà em Hương, chợ ô tô miền Nam. Các bác thấy không ạ? Ở đây cũng rất là nhiều xe của em Hương luôn. Nên là các bác nào mà trong khu vực miền Nam mà có muốn mua xe ủng hộ em Lê Hương thì các bác ơi đến với địa chỉ đây nhá. Chợ ô tô miền Nam có 2 cơ sở luôn. Đây. Mặt đường chính luôn. Rất là rộng luôn ạ. Còn bác nào mà thích xe miền Nam thì em cũng có thể vận chuyển luôn trực tiếp về Hải Dương cho mình. Ở đây rất là nhiều dòng xe 7 chỗ ngồi như Innova này, Kia Morning này, Hyundai Getz này, hay từ những cái dòng xe như i30 em cũng có này. Em chào anh Hải Trần, cho anh Nguyễn Hòa nhé. Lắng quá, thôi lắng quá. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Hôm nay em sẽ đi báo giá lại. Anh Trung Nguyễn ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân đi ạ. Hôm nay là tại một cái địa chỉ khác của em Hương, tại trong khu vực phía Nam, phía miền Nam đây nhé. Em chào anh Khang Vũ này. Ở trong đây thì em Hương cũng có rất là nhiều xe ô tô này. Như đầu tiên là chiếc xe Innova nhé, một siêu phẩm Toyota Innova đời 2010, giá chào bán chỉ có 276 triệu thôi. Không đi du lịch lại đi bán xe, vừa đi du lịch vừa đi bán xe anh ạ. Vì nhà em cũng có một cơ sở nữa ở trong Bình Dương luôn. Các bác nhìn này, lúc nào cũng sẵn gần 100 đầu xe luôn. Không nhiều như cơ sở ở Hải Dương nhưng mà cũng rất là nhiều đầu xe cho các bác lựa chọn nhé. Em chào anh Sưởng May Long Hải nào. Ở đây khu vực bác nào mà trong Sài Gòn, Bình Dương mà có mời uống cà phê là em Lê Hương nhận kèo hết nhá. Chào bác Mi Kiều này. Một chiếc xe Toyota Innova đời 2010. Mất tiếng rồi em ơi, mất tiếng ạ. Vào đây nạ lên, em Hương nói nhỏ không nói to như ở Hải Dương ấy. Innova 276 triệu, động cơ trang bị 2.0 này, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Em chào anh Sưởng May Long Hải này. Chào anh Quân Dương. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Một cơ sở mới của em Hương ở trong khu vực Bình Dương đấy ạ. Anh ở Bình Dương đây, anh Khang Vũ anh ở đâu ạ? Em ở Bình Dương nhá. Phường Tân Bình, thành phố Di An, Bình Dương này anh này. Chợ ô tô miền Nam đây ạ. Bắn đánh vị luôn để uống cà phê nào anh nhá. Vẫn nghe bình thường nhé. Cảm ơn anh Hà Tùng. Anh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Mấy hôm bỏ like các bác quên em Hương rồi. Chào bác Lợi Phạm nhé. Trong đây em rất là nhiều xe, những dòng xe như CDX này, hoặc là i10 này, Innova em đều có này. Anh Trương Nguyễn ơi, anh xem để ý nhé. Em thấy vẫn có tiếng mà, anh bật tiếng khu vực bên anh đi. Bên em vẫn có bình thường mà. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh này. Chào anh Cao Phường này. Ở đây em còn có Hyundai i10 này, một trong những cái dòng xe quốc dân là dù Bắc hay Nam thì các bác cũng đều thích đi i10. Chi phí sửa chữa thì thấp này, ăn ít xăng, máy số thì ngon. i10 bản đủ đời 2015, giá chào bán có 245 triệu. Có thể thấy rằng trong khu vực miền Nam cái giá nó cũng hợp lý hơn một chút. 245 triệu, đời 2015, có i10 Hyundai bản đủ này, đề lỗ thông minh này, túi khí an toàn trang bị đầy đủ rồi, ghế da hai màu rất là đẹp, trần da 5D nhé. Em chào anh Giàn Nhạc Anh Vũ này, chào bác Cao Phượng, chào bác Mạnh Duy. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Mấy hôm không like bỏ like các bác quên giờ em Hương livestream rồi. Grand i10 2015 bản đủ mà giá chỉ có 245 triệu thôi ạ. Cảm ơn anh Đỗ Lương này, chào bảo sổ xinh đẹp. Cảm ơn anh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Vâng, em mới vô Sài Gòn anh ạ. Vớt được từ hôm qua. Chào anh Hòa Bùi Văn này, mới vào Sài Gòn được từ hôm qua thôi anh ạ. Trong đây bên nhà em cũng có cơ sở nên em vào đây. Thứ nhất là chơi, thứ hai là cũng vào xem. Bên đây rất là nhiều xe. Chào anh Lê Ngọc Công này. Đỉnh lắm, đâu cũng chiến được hết luôn. Chào anh Thành Roi. Anh Thành Roi sao giờ lại còn vẫn xem được livestream của em Lê Hương thế? Không chiến đấu hả anh?
i10 rất là nhiều luôn. Một chiếc xe i10 2016 này, bản nhập khẩu nhá, biển 47A này, với nước sơn màu trắng đẹp. Em này lên la răng rất là lên là la răng cũ nhá, la răng nguyên bản này. Em chào anh Hà Văn Lăng, chào anh Nguyên Vũ nhá. 2016 bản nhập khẩu mà giá chỉ có 235 triệu thôi. 235 triệu một công đôi việc. Lần này em Hương là vào đây là một công ba việc luôn. Giới thiệu cơ sở 2, đánh thêm nhiều siêu phẩm về Hải Dương và vẫn có thể đi chơi, đi du lịch, uống rượu, uống cà phê, giao lưu cùng với khách hàng của em Hương trong miền Nam nhé. i10 có Vios đời 2006 không em? Để em xem Vios nào. Em thấy có một chiếc xe Vios. Đợi em một chút nhé. Nay là cơ sở trong Bình Dương, Bắc Thơm Lê nhé. Em thấy có Vios đấy. Anh ấy Vios đâu? Quá. Em thấy có Vios hôm qua lại bán mất rồi các bác ạ. Ở trong đây rất là nhiều Chevrolet Avell này, CDX này. Ui chật quá. Này, đây là chiếc gì đây? Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi này, cờ đuôi biển 80 năm, cái lớp sơn màu rất là đẹp luôn. Có đèn halogen nhá, trang bị đèn phá xương này, có thêm giải đèn LED này. Na răng thể thao, lốp rất là dày luôn. Avell đời 2018, đời cao. Đời 2017 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2018 nhá. Số sàn, nội thất rất là đẹp luôn này, vô lăng thiết kế 3 chấu này. Em này giá chào bán là 345 triệu Chevrolet Avell đời 2017 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2018 đấy ạ. Đã có tam, cảm ơn anh nhé, chia sẻ nhiệt tình cho em đây Hương ơi nào. Mấy hôm em bỏ like thì các bác tưởng em Hương nghỉ like đúng không ạ? Chào bác Khánh Vi này. Em ở chỗ nào Bình Dương? Em ở khu Lê Hồng Phong Di An Bình Dương anh nhé. Lê Hồng Phong Di An Bình Dương ạ. Chào anh Trần Bình, chào anh Sầu Vô Lệ này. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đây nào. Dù là Bắc hay Nam thì các bác ơi chia sẻ giống như khu vực miền Bắc nhà mình đi ạ. Cơ sở 2 của em, bác nào trong khu vực Bình Dương, Sài Gòn thì có thể alo em Hương nhé. Mua xe với giá cực rẻ luôn này, bớt sâu cho mình luôn. Ở trong đây rất là nhiều dòng xe, có những chiếc xe cổ nhìn rất là lạ mắt luôn này. Ở đây còn có một chiếc xe Honda đời 1992 mà giá chỉ có 118 triệu này, nhìn rất là đẹp. Toàn dòng xe cổ thôi, xe này trước kia của các bác lãnh đạo này. Các bác nhìn này, 118 triệu có xe một đời 1992 luôn. Một dòng xe đến từ Honda, rất là đẹp luôn nhá. Em chào anh Tiến Bộ, chào anh Nguyễn Văn Minh này. i10 bản sedan 2 đầu với lớp sơn màu xanh cực kỳ bắt mắt luôn. i10 sedan 2 đầu đây. Biển 93 là nhìn rất là đẹp. Nếu như ở khu vực miền Bắc mà để tìm thấy một chiếc xe i10 bản 2 đầu với cái tông sơn màu xanh này là hơi bị khó luôn các bác này. i10 sedan đời 2016 bản 1.2 này, giá chào bán có 245 triệu thôi. Mà đời 2016 nhá, biển 93, đèn halogen kết hợp với đèn phá xương này, lên bộ la răng xoáy rất là đẹp rồi. Màu xanh cực kỳ lạ mắt cho dưới cái dòng xe i10 bản sedan đây ạ. Em này là hộp số sàn các bác nhé. Bản này nếu như mà là bản thiếu rồi, bản thiếu rồi, 245 triệu. Có i10 sedan bản 1.2 đời 2016 này. Em cảm ơn anh Hoàng Tử Bonsai này. Chào bác Phạm Đình, chào bác Bùi Vong Măn, Bùi Vân Mông à. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình cho em Hương thế nào. Ở trong đây rất là nhiều xe đẹp luôn. Chào anh Nguyễn Đức Anh nhé. Lắng quá, lắng Hải Dương đã lắng rồi, lắng miền Nam còn lắng hơn. Ở đây em còn có Kia Morning này. Em này thì một chủ nhá, giá chỉ có 285 triệu thôi. Kia Morning lên đèn bi salon, giải đèn LED này, la răng ra dạng phay, phanh ABS xi nhan trên gương. Bản này là 1.2 đấy ạ. Lên màn hình cỡ lớn rồi, 258 triệu có Kia Morning đi, lắng quá. Bản này là Kia Morning bản SI các bác nhé, nhìn rất là đẹp luôn. Anh Nguyễn Đức Anh ơi chia sẻ nhiệt tình cho em đi nào. Đây, địa chỉ bên em đây, chợ ô tô miền Nam, mua bán trao đổi ô tô ký gửi và đã qua sử dụng này. Địa chỉ 17 Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Di An, Bình Dương nhé các bác nhé. Đây, chào anh Đặng Ngọc Thanh này. Bên đây còn có ghét này, một chiếc xe ghét màu xanh biển 60 này, Hyundai ghét đời 2009 con này giá bao nhiêu em? Ồ, 2009 ghét mà giá chỉ có 130 triệu mà lên la răng rất là đẹp luôn này. Biển 60 nhé. Có thể nói là xe trong miền Nam cũng rất là hợp lý luôn. Ghét có hơn 100 triệu các bác nhìn này, lên màn hình này, ghế này, ghế vải này, điều hòa thì mát lạnh luôn, sơn xi rất là đẹp, lên la răng cũng đẹp rồi. Con chào cậu Thiết Đồng, chào Gia Hân nhất, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương như nào.
Dù là có bỏ like mấy ngày nhưng các bác ơi vẫn cứ chia sẻ nhiệt tình để mua xe, dù Bắc hay Nam thì đều là giá ok luôn. Không kéo này. Innova cũng có này, Innova biển 83, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, em này số sàn với động cơ 2.0, Innova đời 2010. Nếu như miền Bắc mà có Innova là cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy này. Ở trong Nam thì cũng vậy, một trong những cái dòng xe rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ mà lại còn ăn ít nhiên liệu thì rất là nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng nhé. Chiếc Innova 2010 là em đang bán với giá là 276 triệu, 276 triệu với động cơ trang bị là 2.0 có Innova này. i10 nữa đây, một chiếc xe i10 bản đủ, bản hatchback đây. Giá cũng chỉ có bao nhiêu tiền? 245 triệu đời 2015 có i10 bản hatchback nhé, bản đủ này. Phím màu một chạm thông minh, phanh ABS xi nhan trên gương, đề lổ thông minh này. Em này thì chưa lên màn hình giải trí nhé, nhưng có trần da 5D và ghế da rất là đẹp. Đừng quên số hotline của em Hương nhé, 035 460 2790. Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo em sẽ tư vấn cho mình nhé. Từ những dòng xe như Kia Morning này, Ghetto này, Jolly 7 chỗ ngồi hoặc Innova em đều có này. Em chào anh Nguyễn Điệp, chào bác Lê Thảo này. Nhất định là sẽ mua quà cho bông bưởi nhá, yên tâm bông bưởi nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho U Hương nào. Nhiều dòng xe đẹp ở trong khu vực phía Việt Nam mà rất là rẻ luôn. Chào anh Đình Hiếu, chào bác Thanh Thanh, chào anh Nhiên Đình. Chào bác Lê Thảo là chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Bên đây còn có một chiếc xe Kia Morning nữa này. Lên hết đèn bi salon này, có giải đèn led này, biển 60, đèn gầm này, la răng thể thao rất là đẹp. Em Kia Morning này với nước sơn, nếu như mà ở miền Bắc em sẽ gọi là màu lông chuột. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà em này thì em không biết giá rồi. Tại vì mới vào nên chưa thuộc hết giá về xe, về đời của xe nữa. Đây. Một chiếc xe Kia Morning này, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đèn led phía sau đèn này. Đèn rất là đẹp luôn, đèn hậu phía sau đây các bác nhìn này. La răng thể thao đẹp cực kỳ luôn. Còn bên đây là một em màu đỏ đây. Một em cờ đuôi đời 2016, động cơ trang bị là 1.8 này, có cờ đuôi nhá. Em này là biển 61A với lớp sơn màu đỏ đẹp, bản sedan hai đầu, cờ đuôi nhưng có cửa lóc này, cam lùi này, cam hành trình, đèn halogen này. Sẽ có là xe nào 5 chỗ ngồi gầm cao không, tài chính 500. Hiện tại nếu như 5 chỗ ngồi gầm cao thì chị em chỉ có thêm một cái đuôi đằng sau nữa anh nhá, là bán tải anh nhá. Chứ còn 5 chỗ ngồi gầm cao trong đây em chưa thấy. Bác Lê Thảo ạ, trong đây em có nhiều bán tải này. Bán tải Forerunner em cũng có này. 5 chỗ ngồi gầm cao thì có không có, chỉ có 7 chỗ số tự động thôi ạ, Orlando này. Còn 5 chỗ ngồi gầm cao thì khuyến mại thêm một cái đuôi đằng sau nhá các bác nhá. Nếu mà mua SUV thì thêm tặng thêm cái đuôi đằng sau là đi bán tải luôn, vừa đi gia đình vừa đi công việc được này. Một chiếc bán tải nhập khẩu máy dầu đời 2011 Forerunner số sàn nhé, giá chỉ có 305 triệu thôi. 305 triệu cho một chiếc xe bán tải, vừa đi gia đình 5 chỗ ngồi, vừa có thể chở đồ chở hàng rất là tiện luôn. Trần bọc ly lông, ghế da xịn xò luôn, thảm bẹ sạch sẽ rồi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi. Bác Hoàng Bình ơi, bác Nguyễn Ni ơi, bác Nguyễn Ni ơi chia sẻ cho em Hương nào. Forerunner 2011 máy dầu số sàn 2 cầu có giá là 305 triệu. 305 triệu. Chào em Hương chân dài. Bác Xuân Cường ơi, chân này là chân trâu hay là chân người? Chia sẻ nhiệt tình cho em đây nào. Nhà mình có cửa hàng trong đó à em? Vâng anh Đặng Ngọc Thanh ơi, em có cửa hàng nhé, chợ ô tô miền Nam này anh này. Lê Hồng Phong, Di An, Bình Dương anh nhé. Nếu mà anh có mua bán ô tô thì cứ gọi điện cho em Hương, em sẽ cho người ra đón anh đến trực tiếp địa chỉ bên em luôn. Giá xe quá là ok, cam kết bảo hành cho mình. Chợ ô tô miền Nam đây anh này, hai cơ sở luôn, mặt này và mặt bên kia là cùng của nhà em luôn anh nhé. Đây, chào bác Hảo Lê này. Rất là nhiều xe ở đây, em còn có i30 nữa này, số tự động này. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Anh Trần Tuấn ơi, không xa đâu, vài hôm là về thôi, vào thăm lom cơ sở 2 một chút thôi anh ạ. Chia sẻ cho em đi nào. Chào bác Chu Lam Lam này. Ở đây còn có một dàn những em cao to, chân dài nhưng giá chỉ có từ 135 triệu này. Một em Jolly 135 triệu đời 2003, biển 51A này. Đi gia đình rất là ok, mà chở đồ chở hàng cũng được này. Xin nhan trên gương nhá. Jolly 7 chỗ ngồi. Xe VIP luôn các bác nhìn này, xe VIP luôn. Kia Morning có chiếc nào đổ lại 170 triệu Grab không à? Kia Morning thì bên em nhiều anh nhá. 170 triệu hoặc hơn 200 một chút đều có anh ạ.
Anh Thanh Thanh ơi, kết nối Zalo cho em Hương, em sẽ tư vấn cho mình, gửi định vị cho mình. Nếu như mà anh ở trong khu vực miền Nam thì đến trực tiếp xem xe, chạy thử, cảm nhận chất lượng xe, rồi em sẽ bớt sâu cho mình. Có Túc Sơn thì ở khu vực phía Nam này em không còn nha, em chỉ còn ở khu vực phía Bắc thôi. Anh Hùng Nguyễn ơi, anh ở khu vực nào anh nhỉ? Kết nối Zalo và để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn cho mình nhá. Ở đây thì em có Jolie số sàn này, lên màn hình Android cỡ lớn này, mặt ga lăng có con hổ rất là hoành tráng luôn. Vô lăng thiết kế 4 chấu này, trần da 5D, điều hòa mát lạnh cho em luôn, mà giá chỉ có 135 triệu thôi. Mà bác chủ cũ rất là ăn chơi và cẩn thận luôn, ốp hết từ những phần táp ly này, trần này, bọc da 3D cao cấp hết rồi. 7 chỗ ngồi, có Jolie 135 triệu. Có chiếc nào tầm 160 triệu quay đầu không? Quan trọng là anh thích 5 chỗ hay là 7 chỗ hả anh? Còn nếu như 7 chỗ thì 135 triệu em cũng có, 160 triệu lại còn gửi thêm quà cho bác mang về đây này. Chiếc Jolie này có 135 triệu này. Hoặc bên đây có một chiếc xe Kia Carens này, biển 61A màu trắng nhá. Lên đèn bi salon này, la răng 5 chấu, nhìn rất là dày dặn này, một dàn lốp Michelin nhá. Kia Carens 2010 giá cũng chỉ có 215 triệu thôi. Em này là hộp số sàn. Có Kia Carens này, điều hòa mát lạnh, vô lăng 4 chấu nhá. Ghế da màu đen. Em này cũng là đăng ký 7 chỗ ngồi. Nếu như hàng ghế thứ 3 các bác không ngồi đến thì gập xuống, nó sẽ là một khoang cốp cực kỳ là rộng rãi luôn. Có Kia Carens đi này. Chào bác Bảo Châu, 5 chỗ ạ. 5 chỗ mà tầm tài chính là bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? 160 triệu mà 5 chỗ. Em có ghét nhanh nhá, Hyundai ghét chỉ có hơn 100 triệu thôi. 5 chỗ thì có Hyundai ghét màu ở ngoài kia, màu xanh nhá. Có Hyundai ghét anh ạ. Anh Chu Lam Lam ơi, để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn cho mình nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên 100 khách hàng đi ạ. Nghỉ mấy hôm không like các bác quên em Hương mất rồi. Có Hyundai ghét này anh này. Ghét này gì với giá là bao nhiêu nhỉ? 120 mấy hay 130 thôi. Nói chung là dòng ghét này vừa lành này. Thương hiệu Hyundai nhá. À, điều đặc biệt này em này là còn số tự động cơ các bác ạ. À đây em ghét bên đây. Suýt nhầm. Em này em Kia. Đây em ghét màu xanh nhá. Ok anh Nam này. À, em ghét này là số sàn này, lên màn hình rồi. Ở bên kia em có một dàn Moling nữa kìa. Có cả Ford kìa. Đấy, rất là nhiều luôn. Chia sẻ nhiệt tình nào. Ok anh Chu Lam Lam, để lại số điện thoại này. Bác nào trong khu vực miền Nam nhá. Đây địa chỉ đây. 965 Lê Hồng Phong, Tân Bình, Di An, Bình Dương nhá. Chợ ô tô miền Nam. Cứ gọi điện cho em Lê Hương. Em Lê Hương sẽ cho người nhà em ra đón các bác tận nơi. Và bảo rằng anh là bạn của Lê Hương. Xpander thì hiện tại ở trong khu vực này thì em đang về nhá. Xpander giờ mới đang làm việc với bác dân. Chắc là phải mai ngày kia thì mới có ạ. Vios đời bao nhiêu? Hiện tại Vios trong khu vực này thì em hết rồi. Còn nếu như ở ngoài miền Bắc thì em có đời 2010 này, 2016, 2018 và 2019 nhá, số sàn ạ. Còn số tự động em có 2015, số sàn em cũng có 2015 luôn. Đây là chiếc xe gì đây nhỉ? Nhiều xe quá em chưa thuộc hết được tên ý. À, chưa thuộc hết được giá đấy. Có con i30 nào nhập? Có i30 luôn anh nhá. i30 nhập đây. Anh ơi con này đời bao nhiêu nhỉ? Anh Gấm ơi, nếu như Vios tầm 2015, 2016 thì em có ở miền Bắc thôi, ở khu vực miền Nam tạm hết rồi. 2015 thì giá chỉ có 350 triệu đối với xe đẹp tư nhân không khoan đục nhá. Có bán chịu ông Lê Công Tuyên nhá. Chiếc xe i30 số tự động bản nhập Hàn của em Hương đây. Nhưng mà em Hương mới vào chưa thuộc hết. 2012 ở đây i30 đời 2012 mà giá chỉ có 350 triệu thôi. À, chiếc xe này là chiếc xe em Hương đi vào miền Nam chơi đây, xe công vụ trong miền Nam đây. Đi Đại Nam này, đi Suối Tiên này, mấy hôm nữa đánh ở sân bay rồi sẽ đi Phú Quốc này, đi Đà Lạt này các bác này. Ở Hải Dương ạ, à, ở Hải Dương thì La City và CDX em rất là nhiều luôn. CDX số tự động giá chỉ từ 238 triệu thôi. Khu vực miền Nam CDX em cũng có rất là nhiều. i30 đây ạ, à, màu đen đời 2012 giá chào bán 330 triệu có i30 nhá. Bản nhập Hàn số tự động đẹp, bản này là bản cao cấp nhất rồi. Bản Crown nhá, có cửa lock này, sấy sợi gính này, điều hòa ghế hai vùng, cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ cho em có i30. Xe công vụ trong miền Nam đây ạ. Đi chơi tất cả các khu vực trong Bình Dương là đi bằng em này đây. Rất là bon. Đổ 500.000 tiền xăng mà đi tẹt ga luôn. Anh Chu Lam Lam cứ để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình nhá. Chào bác Phạm Tuyến này.
Y30. Anh ơi, bấm em mấy con chìa khóa Y30 để mở cửa ra với. Anh đợi em một chút nhé, phải để bên ngoài để em khóa vào. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi nào. Anh Tuấn Anh ơi, có Y30 nhá. Bấm chìa khóa em con Y30 nhá. Lắng quá. Chia sẻ nhiệt tình nào các bác ơi, lắng thật sự. Hải Dương lắng, em còn mặc áo ở đây không mặc áo. Vài hôm vào lắng Sài Gòn này thành đen xì luôn. Một dàn lốp này, phanh ABS, xi nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7/2023 này, cửa lóc xịn sò cho em. Số tự động đẹp lên màn hình rồi nhưng mà chìa khóa để trong nhà mất rồi. Chào bác Ngọc Nhi, chào bác Tuyền An. Taxi là chào bác Thôi Vũ này. Anh ở Hà Tĩnh à? Ở Hà Tĩnh thì cũng gần như một lửa so với Bình Dương mà anh nhỉ. Ở trong đây em thấy thật sự, ở trong đây thời điểm hiện tại em thấy CDX ở trong Bình Dương giá vẫn rẻ hơn ở miền Bắc một chút đấy anh ạ. Nếu mà chốt được luôn ngày hôm nay thì đẹp này anh này. Rất là nhiều CDX luôn anh Tuấn ạ. Dạ vâng anh Tuấn Anh, em biết mà. Mở em con Y30 ra anh ơi. Tại vì xe để bên ngoài nên em phải chốt cửa vào, nên là giờ em đang live đã, em một chút em mở chìa khóa nhá. Anh Tuấn Anh ơi, để lại số điện thoại cho em, chốt luôn chứ. Mấy khi em Hương vào trong Bình Dương mà live stream cho các bác xem ở trong khu vực miền trong này đâu. Chốt luôn để lấy tương tác, lấy buổi cà phê thôi, không cần phải lấy lãi. Đợt này mà bán cho anh ở trong đây chỉ để đi uống cà phê thôi. Số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, lắng quá. Y30 biển 60A anh nhá. Biển 60 này. Cảm biến đầy đủ mà có cam lùi rồi. Bản crown cao cấp full kịch luôn. Phanh ABS lốp lắp rất là dày luôn. Mà cái form của em nó rất là dài, không hề bị ngắn đâu. Anh Tuấn Anh ở tỉnh nào trong đây nhỉ anh nhỉ? Để chiều nay em Hương đánh ra mình đi uống cà phê luôn, giao dịch luôn anh nhá. Em chào bác Đặng Đình Thúy này, chào bác Nguyễn Nhung này, chào bác Nguyễn Đức Mạnh này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Ở Hà Tĩnh mà ship xe ra thì cũng chỉ bằng ở Hải Dương cho đi vào thôi. Bấm chưa? Lắng quá. Có cái lón nào ấy? Rút hồ sơ luôn, bao rút hồ sơ cho anh luôn. Đây anh nhá, lóng quá. Đây xe anh nhìn này, xe này vẫn còn đồ của em này. Vẫn còn dép của em đi du lịch này. Sấy sởi kính, điều hòa auto, vô lăng thiết kế 3 chấu đây ạ. 93. Chào anh Lê Trung Hiếu nhá. Ở ngoài Bắc thì em sẽ ship cho mình luôn. Thật sự ở trong đây giá so với ngoài Bắc rẻ hơn được một chút nhanh nhá. Em này có cửa lóc rồi này, lên màn hình auto này. Nếu như anh ở ngoài Bắc thì hôm nào em đánh xe không đi máy bay nữa mà đi một phát Y30 từ miền Nam ra Bắc cho anh luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đây nào. Cửa sổ trời đầy đủ cho em này. Ghế da này, trần lý này. Giá có 330 triệu, số tự động bản crown cao cấp full kịch này. Em chào anh Hữu Caro nhé. Bao không lỗi luôn cho anh nhé. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. Bao là không lỗi cho anh luôn. Máy số con này còn zin đẹp luôn anh này. Máy số trước này còn zin đẹp luôn. Các bác nào miền Bắc mà thích những dòng xe trong đây thì em sẽ cho vận chuyển một xe lồng về luôn. Thích xe ghét có ghét X, Y30 có Y30 nhá. Em sẽ quay cả một dàn CDX này. Một dàn Kia, toàn Kia bản là con này là SI đúng không? Kia Morning đời 2017 này rất là đẹp luôn. Chào anh Nguyễn Thu nhá. Anh Lê Trung Hiếu ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi nào. Cờ đuôi đời 2016, động cơ trang bị 1.8 mà giá chỉ có 345 triệu. Em này cờ đuôi số tự động đây. Tầm tiền mà trên 300 các bác nhé. Có cờ đuôi này, lên màn hình Android rồi. Số tự động đẹp. Cửa sổ trời đầy đủ, bọc trần da 5D cho em nhé. Ghế da này rất là đẹp, máy số thì cực chất luôn. Sơn nhựa bắn tỉa, những cái dòng đấy thì sơn nó chỉ gọi là bắn tỉa ít thôi anh ạ. Còn sơn của nó vẫn là sơn zin anh nhé. Vì bác chủ cũ bác cũng giữ gìn đấy, sơn nó chỉ sơn ít thôi. Ví dụ như mà về mà anh không thích thì em có thể đánh bóng thêm cho đẹp hoặc là sơn tỉa một chút thôi. Nói chung dòng xe cũ thì ít hay nhiều thì em Hương sẽ phải sơn tỉa một chút. Sơn zin của chiếc này nó phải rơi vào hơn 90% anh ạ. Thật chất là chiếc này em mới mua nhá anh nhá. Em mua chiếc này để đi xe công vụ ở trong miền Nam chơi nên là chưa rửa dọn gì. Anh nhìn này vẫn còn rất là bẩn luôn. Vẫn còn rất là bẩn mà em này còn máy số zin cơ, hơn 300 triệu. Đời 2012. Số tự động bản crown cao cấp full kịch đây này. Bản này là bản full nhanh nhá. Có sấy sởi kính, sấy sởi ghế đây. Đấy anh hiểu mà. Ưng ý là chốt luôn anh ạ, cho về luôn. Ưng phát là em cho về luôn.
hơn 330 triệu mà đời 2012 số tự động đẹp. Ở bên ngoài kia em đang có 2009 mà đã bán là 315 triệu rồi. Có thể nói là xe trong đây khá là ok, nên là đợt này em quyết định cho một loạt xe về. Nào đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương nào. Ở đây em còn có Nissan Sunny này. Anh Tuấn Anh ơi, anh ở tỉnh nào nhỉ anh nhỉ? Anh ở tỉnh nào nhỉ, để em có thể biết được không, để em có thể cân đo một chút rồi em sẽ chốt cho anh giá, bao hồ sơ cho anh luôn. Máy số zin của chiếc xe i30 này. Ở đây còn có một chiếc xe Nissan Sunny biển 60 màu xanh đẹp. Anh Tuấn Anh ơi, anh ở tỉnh nào anh bình luận giúp em bên đây nhé. Chào anh Đức Mão này. Nissan Sunny đời 2015, động cơ trang bị 1.5, em này số sàn. Nếu các bác mà có đi gia đình hoặc có muốn để thêm em này về chạy dịch vụ thì em này rất là ok. Ở miền Bắc mà kiếm Nissan Sunny là cực kỳ khó luôn. 225 triệu số sàn cho chiếc xe Nissan Sunny màu xanh nhé. Nếu mà ở khu vực ngoài Bắc mà kiếm được chiếc xe Nissan là cực kỳ khó luôn. Vì em này đi rất là lành, bền, nếu như các bác có vừa đi gia đình hay vừa đi dịch vụ rất là ok luôn. Đời 2015 nhưng giá chỉ có 225 triệu thôi. Giá chỉ ngang ngửa với một chiếc xe i10 bản thiếu thôi. i10 bản thiếu đời 2009 à 2014, 2015 thôi. Em đi rất là ok luôn. Em chào anh Phạm Văn Huấn này, chào anh Thắng Luân, Thắng Nùn này. Các anh ơi đừng quên những lượt chia sẻ cho em nhé. Nissan Sunny 225 triệu bao rút hồ sơ. Bác nào thiện chí em vẫn còn bớt thêm cho mình này. Bên đây còn có Kia Morning bản SI này. Kia Morning bản SI, đèn bi salon kết hợp với đèn phá xương nhé. Tỉnh này em này ở biển 49 này. La răng thể thao Kia Morning này, gương kính cụp chỉnh cho em. 250 triệu cho chiếc xe Kia Morning này. Lên màn hình Android cỡ lớn rồi. Các phím bấm trên vô lăng này, túi khí an toàn, trần nỉ nguyên zin cực đẹp luôn. 250 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản SI nhá. Lốp còn rất là dày. La răng thể thao đầy đủ cho em rồi. Đấy, à trong đây còn có một chiếc xe nhìn rất là lạ luôn. Một chiếc xe cổ luôn các bác nhé. Xe cổ chỉ có 129 triệu thôi. Động cơ 2.0. Xe nhìn rất là hay. Đấy, biển này, toàn cái biển số này cũng phải vài chục triệu rồi. 70A 4 con 2 này, 222 biển xanh các bác nhé. Xe cổ này. Xe này đi tán gái thì hơi bị oai luôn. Màn hình xịn xò nhá. Nội thất bên trong các bác nhìn này, rất là nóng bỏng luôn. Trần da 3D này, ghế màu cam này, vô lăng này. Một chiếc xe cổ biển tứ quý 2 nhé các bác nhé. Rất là đẹp mà chỉ có 129 triệu thôi. Lước sơn bên ngoài thì màu đỏ này. Cái phần đầu của em nó rất là dài luôn. Em Toyota Corona nhé. Toyota Corona đời 20 chỉ có 129 triệu cho chiếc xe Toyota Corona. Điều đặc biệt đây này, biển xanh 70A tứ quý 2 luôn. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Bác Trần Khuê ơi, bên em rất là nhiều xe. Em còn có cả Toyota Camry này. Đây, một chiếc xe Toyota Camry biển 14 này. Một chủ từ mới nhá, biển 4 số này, biển 14 là biển Quảng Ninh. Đấy, miền Bắc lại nhau vào Nam rồi. Toyota Camry đời 2008, máy xăng bản 2.4, bạn là nhập Mỹ nhá. Em này thì giá hơi cứng một chút này. 435 triệu cho chiếc xe siêu phẩm Toyota Camry các bác này. Máy xăng bản 2.4 nhá. Bản này là bản nhập Mỹ này, 435 triệu. Số tự động đẹp, có màn hình rồi, điều hòa này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Em này có luôn cả cửa sổ trời nhá. Có cửa sổ trời rồi. Bên ngoài lớp sơn là màu vàng đồng hay còn gọi là màu vàng cát đấy ạ. Đăng ký đăng kiểm còn miên man luôn, tháng 1 2023. Đời 2008. 435 triệu. Em chào bác Hoàn Nhôm Nhựa này, chào bác Phương Lê này. Bên đây em còn có một chiếc xe thể thao nữa đây. Một chiếc xe CDX, Daewoo CDX nhập Hàn nhé. Đời 2009, động cơ 1.6 này. Đời 2009 mà giá chào bán có 238 triệu thôi. 238 triệu, số tự động đẹp với cái cửa tiền trên 200. Thì em Hương đã nói nhiều lần rồi, đi CDX rất là khỏe luôn. Máy số, nội thất thì đều chất này. Ghế da zin luôn. Số tự động đẹp, vô lăng 3 chấu, có cửa lóc này. Đấy, em này còn có cả sấy sưởi ghế các bác nhé. Sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh này. La răng thể thao phanh ABS nhé.
và có thêm một cái sọc trắng này, nhìn rất là thể thao luôn. 238 triệu đời 2019. Đấy, có CDX đi này. Trong đây còn rất là nhiều Avel. Em chào anh Lê Nhật Thành này, chào anh Hưng Long này. Chết rồi, máy này báo pin yếu rồi. Kia Morning đời 2016. Giá chào bán là 255 triệu, biển 51F này. Đèn bi salon nhá, giải đèn led này, đèn phá xương này, có khe giả gió và có thêm đèn bi ở gầm ở dưới này. La răng thể thao phanh ABS xi nhan trên gương. Đời 2016, số sàn có Kia Morning này các bác nhé. Điều hòa của em này là auto, màn hình Android rồi. Ghế da hai màu, trần bọc ly lê rất là sạch. Mà em này thì bác chủ cũ dùng cái gì rất là thơm, mở cửa xe rất là thơm luôn. Em chào anh Lê Nhật Thành này, chào anh Hưng Long, chào anh Thủy Khánh này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hưng được không ạ? CDX rất là nhiều và nhiều nhất vẫn là Avel này, em xem nào. Một chiếc Chevrolet Avel đời 2018. Giá chào bán là 256 triệu, đời cao giá rẻ, chắc chắn là Avel rồi. Đời 2018 nhưng giá chỉ có 256 triệu thôi, em này biển 49A này. 45599 này, biển số rất là đẹp. Avel 2018 265 triệu số sàn. Màu trắng đẹp nhá. Em này là màu trắng đẹp, màn hình Android cỡ lớn rồi, túi khí an toàn. Và có thêm một cái bộ áo ghế da bác chủ rất là đẹp luôn. 200 là bao nhiêu tiền nhỉ? 256 triệu cho chiếc Avel này. Em chào anh Bùi Tấn, anh Tấn ơi chia sẻ nhiệt tình cho em Hương thế nào. Có Avel màu trắng này, ở đây thì còn có một chiếc này nữa này. Con này là số tự động đây. Con này thì tháo ghế ra, đây là bọc nội thất rồi. Con Avel này thì tháo ghế bọc nội thất rồi. Hyundai i10 bản sedan hai đầu này, lốp rất là mới này. Gương kính thì cụp chỉnh cho em. i10 2015 bản sedan hai đầu. Giá chào bán là 268 triệu máy xăng này. i10 có i10 đi nhá các bác nhá. Em này là bản đủ này, đề lỗ thông minh, màn hình OLED, túi khí an toàn. Đấy, trên vô lăng này có tất cả các phím bấm rồi, ghế da cao cấp xịn xò luôn. Có i10 sedan, ở trong đây rất là nhiều i10 bản sedan luôn. 268 triệu đời 2015. Gương kính cụp chỉnh cho em i10 bản đủ sedan này. La răng thể thao phanh ABS biển 60 nhá. 268 triệu có đầy đủ combo cam lùi, cam hành trình giải trí cho em. Quan tâm thì kết nối Zalo cho em Lê Hương ạ, 0354602790. Ở trong đây thì em cũng mới về thêm một chiếc xe Mazda 2 biển 51 này. Mazda 2 với lớp sơn màu đen đẹp, bản là sedan hai đầu cực chất luôn. Mazda 2 số tự động đẹp, có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng này. Đèn pha tự động này, hỗ trợ trơn trượt này, màn hình giải trí đề lồ start top. Em này thì cũng là có phanh tay điện tử và được các bác ạ. Có phanh tay điện tử rồi. Nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi. Chiếc Mazda này thì em chưa cập nhật được giá nhé, vừa mới về. Chiếc Mazda form mới này em chưa cập nhật được giá này. Có Mazda này, Avel số tự động màu vàng cát em có nhé. Nhưng mà chiếc đấy là đang cho đi bọc nội thất à. Đang đi bọc nội thất rồi. Chiếc đấy thì em chưa thuộc giá. Em chưa thuộc giá cho con Avel này. Avel này mới về anh này, em có nhưng em chưa thuộc giá nhé. Tại vì em mới vào ấy. Đây có Avel này, số tự động màu vàng cát đây. Em chào bác Lào Thế này, chào anh Nguyễn Nhàn. Anh Nhàn ơi, đợt này trong Bình Dương nhiều CDX. Mà nếu như mua thời điểm này so với thời điểm ngoài Bắc thì sẽ rẻ hơn được một chút này anh này. Chevrolet Cruze đời 2017 này, nhưng mà lăn bánh là 2018 mà giá chỉ có 345 triệu thôi, số sàn. Gương kính là cụp chỉnh tự động, xi nhan trên gương. Nhìn con này rất là đẹp luôn. Chiếc này là 260 triệu này. Đúng rồi, con này mới về biển 51, số tự động có Avel. Số tự động nhá. Avel số tự động màu vàng cát đời 260 triệu cho chiếc Avel này. Bác nào mà thích thì em cũng thể có thể chuyển về miền Bắc cho mình đây ạ. Chỉ với 260 triệu thôi. Chào anh bữa lo bữa đói. Chào bác nào thế, bữa lo bữa đói. Xe rất là nhiều này, Honda Accord à. Con này thì giá rẻ rồi. Con này thì có bao nhiêu tiền? 118 triệu có xe đi các bác này. 118 triệu đến từ Honda này. Rất là nhiều xe đẹp. Các bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé.
Aveo đời 2016 số tự động đẹp màu vàng cát, em đang bán là 260 triệu này. CDX hoặc Cruy cũng có này. Cruy 345 triệu đời 2017 và đăng ký lăn bánh là 2018 này. Aveo màu trắng đời 2018. Em đang bán chiếc này với giá là 256 triệu này. Daewoo này, một dàn Daewoo luôn. Một chiếc xe La City này đời 2009 số sàn nhập Hàn. Giá chào bán con này có 200 triệu tròn thôi, khóa cửa rồi. 200 triệu tròn cho chiếc xe Daewoo của em Hương nhá. La City đời 2009 bản nhập Hàn đầy đủ cho em này, đến từ nhà Daewoo. Số sàn mà có 200 triệu. Rất là rẻ, so rẻ hơn so với Bắc một chút. Ở đây cũng có Kia Morning này, Kia Morning bản nhập đời 2016 giá chào bán là 255 triệu. Còn một dàn CDX nữa đây này, rất là nhiều luôn. Một chiếc Ford nữa này, Ford Laser đời số tự động đời 2003, một đen đẹp như thế này mà giá bao nhiêu? Giá có 170 triệu. 170 triệu có xe số tự động lên màn hình đầy đủ rồi và còn có cửa lock nhé. Ford Laser hay còn gọi là Laser đấy ạ. Đọc nó cứ lơ lớ nhau các bác nhé. 170 triệu số tự động có xe đi rồi. Em chào anh Việt Anh này, chào anh Nguyễn Văn Sáng này. Bên đây còn có chiếc gì nhỉ? Bên đây là một chiếc CDX này, La City CDX số tự động đời 2009, 238 triệu này. Màu đen đẹp luôn. Ở đây còn có một chiếc Aveo số tự động đời 2016 động cơ 1.5 mà giá chỉ có 265 triệu thôi là có xe Aveo tự động đi nhá. Nước sơn màu đen đẹp, gương kính cụp chỉnh tự động cho em. Vô lăng thiết kế là 4 chấu này, túi khí an toàn này. Màn hình giải trí này, ghế da cao cấp số tự động đẹp có Aveo nhá. Đợt này về rất là nhiều Aveo. Bên trong đây thì còn có cả bán tải đến từ nhà Mazda này. Còn có cả trong đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Orlando. Một chiếc bán tải này. Bán tải số sàn BT50 Mazda BT50 đời 2015 2.2 máy dầu mà giá chỉ có 435 triệu này. Số sàn hai cầu máy dầu nhá. Em này là hai cầu này, hai cầu H này, hai cầu H này, hai cầu L này, các bác có thể tùy chỉnh này. Nếu như mà số sàn mà các bác đi những khu vực như đường rừng, đường núi thì em nó sẽ chinh phục được mọi lèo đường luôn. Có Mazda BT50 máy dầu 2.2, số sàn 435 triệu. 435 triệu có bán tải Mazda này. Em chào anh Triệu Vinh, chào anh Đoàn Dự nhá. Chào anh Hoàng Chí này, chào bác Mai Hải, chào bác Nguyễn Văn Sáng. Chào anh Sơn Đài Bùi này, chào bác Triệu Vinh, chia sẻ cho em Hương đi nào. Chắc em Hương sẽ like một chút đó thôi vì máy em báo pin yếu rồi, hết pin rồi. Bên đây còn rất là nhiều xe 7 chỗ mà giá chỉ có 125 triệu Jolie này. Em kia cũng là Jolie kìa, 145 triệu này. Còn em này là em Dây, một chiếc xe Toyota Dây đời 2002 giá cũng chỉ có 139 triệu thôi. Xe 7 chỗ ngồi, số sàn thì giá rẻ rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Ở đây cũng có một chiếc xe Jolie này, đời 2005 và đăng ký lăn bánh là 2007, giá chỉ có 145 triệu thôi. Chia sẻ mạnh mẽ, comment mạnh mẽ nào. Em cảm ơn anh Tuấn Anh nhé, cả chào anh Trương Nguyễn này, chào bác Duy Hải này. Đấy, rất là nhiều xe đẹp, dù Nam hay Bắc thì các bác vẫn được ủng hộ em Hương nhé. Ở đây em còn có chiếc xe Chevrolet Aveo, Chevrolet Orlando. Orlando số tự động đẹp 7 chỗ ngồi đời 2017 này. Order chuẩn có 7 vạn 3 thôi mà giá chỉ có 415 triệu nhá. 7 chỗ ngồi số tự động có cửa lock này. Có đề lộ start top này, chống trơn trượt này, điều hòa hay vùng cho em. Cần số rích rắc nhá. Máy số rất là chất luôn. Chevrolet Orlando 2017 số tự động. Order chuẩn của em nó có 7 vạn 3 thôi, động cơ 1.8. Em đang bán là 415 triệu. 415 triệu có xe 7 chỗ ngồi Orlando màu xanh nhá. La răng 5 chấu dạng phay này, đèn halogen có đèn phá xương rồi, biển 48 này. Chào anh Duy Hải này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo một chút về những dòng xe mà đang được chào bán ở trong Bình Dương nhá. Thật sự em muốn giao lưu cùng với mọi người một chút nữa để khoe là mọi người ở trong Bình Dương em cũng có rất là nhiều xe khu vực phía trong này.
như kiểu Innova này, i30 này, những dòng như CDX này, i10 và Kia Morning em rất là nhiều. Anh xem xe ạ. Em chào anh Hà Trương, chào anh Duy Hải, chào anh Đỗ Thỏa này. Có lẽ thì em Hương sẽ dừng buổi báo giá ở đây nhé. Tại vì máy của em báo hết pin rồi. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ kết nối qua Zalo cho em 0354602790 thì để được em Lê Hương tư vấn nhé. Dù Bắc hay là Nam thì cũng chỉ là em chân dài thôi các bác ạ. Vẫn tư vấn nhiệt tình cho mình, cũng như là bớt sâu nhiều đầu xe, bớt thật là sâu khi góp mua xe nhé. Và đừng quên số hotline của em Hương 0354602790. Địa chỉ trong Bình Dương của em đây ạ. Em sẽ nhắc lại một chút này. Địa chỉ trong Bình Dương của em này: chợ ô tô miền Nam 17 Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Các bác cứ gọi qua Zalo cho em 0354602790. Các bác có ở khu vực nào mua xe thì em cũng đều để cho mình với giá hợp lý nhé. Em chào anh Hà Trương này. Và bây giờ thì em xin cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em Hương nhé. Và bây giờ thì em xin được phép dừng ở đây, tại vì máy em nó bị hết pin rồi. Xin chào và hẹn gặp lại khách hàng. Chắc là ngày mai em sẽ không like đâu, phải chỉ ngày kia. Ngày mai em có đi chơi rồi. Ngày kia em sẽ lại có buổi báo giá ở trong Bình Dương nhé. Bác nào quan tâm thì vào ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.